Hello, xin chào buổi sáng nha. Giờ này là sắp giờ 10 giờ sáng giờ Hà Lan. Thì mình đang mình đi từ ở vùng Pumeren của mình, giờ mình đi tới Haarlem. Thế là mình có cuộc hẹn với cái người mà mua bán đồ, bán cái lens, bán cái lòng kính. Thì mình đang ở trạm xe lửa Haarlem. Mình hẹn người ta ở đó. Thì giờ mình tới đây mình phải đợi, tại mình hẹn 11 giờ á. Giờ mình tới đây mình kiếm miếng gì ăn rồi uống cà phê, rồi bắt đầu mình gọi điện thoại kêu người ta. Mình cũng cho bà con thấy, anh chị em thấy ở cái vùng Haarlem nổi tiếng này hồi xưa. Đó, thì mình quay nha, xung quanh này. Đó, chạm xe buýt, chỗ ăn uống ở đây đầy. Đó, dưới này á, là trạm xe lửa nè. Còn chút xíu mình vô chỗ cái quán Starbucks uống cà phê. Đã bớt đây. Cà phê. Thấy không? Chút xíu mình còn hẹn coi được. Nếu được thì mình mua. Hôm bữa mình đi cũng lên Amsterdam, mình mua cái lens mà mua không được. Tại vì mình bỏ cái máy của mình nó không có focus, nghĩa là nó không có tự động mà chỉnh. Mình nghĩ chắc tại cái đó là cái lens đó là của Canon. Còn cái máy của mình là Panasonic. Nhưng mà cái mau là cái nòng của cái máy camera của mình nó là L. Còn cái kia là AF. Bởi vậy nhưng mà mình phải nối cho cái cục adapter, chắc vì vậy nó mới không làm việc. Còn hôm nay mình thử coi, cái này thì mắc hơn nhiều, mắc gấp hơn gấp đôi. Cái kia là 400, cái này là 850 luôn. Thì mình coi cái nếu mà được thì mình mua, còn được thôi nha, mình thử thôi. Ok, bye bye nha, hẹn gặp lại. Đó, mình mới mua ly cà phê nè. Ly cà phê đó, thấy không? Ok. Giờ mình uống nè. Mình mua ở cái tiệm này, Starbucks, thấy không? Quán này. Không, cái quán Starbucks này nó nổi tiếng phải không? Nhân gia ngồi ở đây không, đây nè. Ở đây cái bà, mấy bà ở đây không được hút thuốc. Bordero cần là cigarette đó, không được uống thuốc, không được uống bia uống rượu đây đó. Chỉ được ngồi uống cà phê thôi, còn hút thuốc còn phải ra hàng kia, đi ra cái chỗ kia mình uống thuốc đó, chỗ này nè, đó ra sau này ngồi đi, tại vì sau này không có ai. Cái máy nãy mình mua cái bánh này nè, bên kia mình mua mình ăn. Ok, so làm cho cảnh ở đây thấy không, cái đó cái quán đây Starbucks ở cái quán đây nhiều cái người cá đó. Đó, ok, xin chào tạm biệt anh chị em nha. Đó, mình đang ở trạm xe lửa Haarlem, cách nhà mình mấy chục cây số, đợi cái người mà bán cái trạm xe lửa này xưa lắm, nó là thành phố nha, cái thành phố trước là 900 này. Nói về lịch sử thì nói anh chị em mà vô trong lên mạng gõ là thấy sẽ thấy liền. Hello, giờ mình chuẩn bị đi về lại nhà mình, nhà Pumeren. Mình nghĩ chắc mình bị lừa rồi. Nó tới hẹn mua cái lòng kính 850, mà nó hẹn 12 giờ, mình tới đây 10 giờ thiếu. Mình gọi nó cả chục lần, nó không thèm bắt điện thoại. Giờ này là coi
12 giờ, sắp xỉu 12 giờ 20 rồi mà chưa thấy nó tơ. Mình gọi nó không thèm gọi lại luôn, nhắn tin nó không thèm trả lời luôn. Nó lừa đảo, thấy không? Giờ mình tốn mất 19, cả tiền ăn uống vào nữa là gần 30 euro, hơn 30 euro. Tới đây rồi đợi mấy tiếng đồng hồ, nó không thèm trả lời, thấy không? Thấy lừa đảo đâu, mình bị lừa đảo đâu, ok, không sao. Thế nhưng mình đi chơi thôi, ok. Mình chưa tới đây bao giờ, giờ mình đi về. Mình đi đi về và vào trong trong lại xe lửa, ok. Giờ phải đi vào lại. Nó coi cái đường nào lên đi về lại đây. Nếu mình xuống đường này, giờ phải lên đường phải. Amsterdam Central. Nijmegen Friesen. Không biết đường nào đó. Central Station. Sao khéo mà anh. Nói giờ mình đi về mình lên trên này mình là đi qua Amsterdam Central. Vậy là còn 10 phút nữa xe lửa mới tới. Có cái điện nào. Bên này á mà khác nữa, bởi mình không biết á, mình đi mình không chưa đi quen á, mình đi không biết đi đường nào cho nó đúng, phải hỏi người ta. Thì đây đúng rồi, mình về slot ở đây đó, nó chạy ngang slot ở đây, ok. Hello, I've been new in slot today. Amsterdam slot today. Giờ tôi đang ở Amsterdam slot today. Tới Amsterdam slot today. Giờ đi về Purmerend. Mình tới đây rồi, không ai đó mình tới đâu. Giờ đang đợi nói chuyện với cái bà này, bà bảo là mình giống người Indo. Nào, ok, bye bye.